Xin chào quý vị và các bạn. Cạnh hàng xóm của mình thì có một ông chú vừa mua cái chiếc xe này. Và sau trải nghiệm khoảng 1 tháng thì mình thấy nó rất là hay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng nó sẽ tạo trên lên cái xu thế trong tương lai. Xin trân trọng giới thiệu chiếc xe TMT tải van 2 chỗ mới nhất. Các bạn hãy cùng đón xem video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TMT Mỹ Đình. Hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc xe khá mới. Nó là chiếc xe được ra mắt vào tháng 11 năm 2020. Cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà TMT cũng lần đầu tiên giới thiệu ra thị trường. Đó chính là chiếc xe tải van phiên bản 2 chỗ. Cách đây mấy tháng thì cái phiên bản 5 chỗ đã được giới thiệu cho đến tay người dùng. Và hiện tại trên thị trường cũng đã có một cái số lượng khá là lớn chiếc xe 5 chỗ được chạy rồi. Và hôm nay là cái phiên bản 2 chỗ. Nó chở được nhiều hàng hơn, nó sẽ có những thứ tốt hơn. Tại vì sao lại tốt hơn? Tại vì là khi TMT là cái sản phẩm sinh sau đẻ muộn thì nó sẽ có những cái tinh túy, có những cái tốt mà trong video này mình và các bạn sẽ cùng đi khám phá. Trước tiên về cái vẻ bề ngoài, các bạn nhìn này, cái chiếc xe này nếu những anh em nào đang ở Trung Quốc, nếu anh em nào mà đã sinh sống và làm việc bên Trung Quốc rồi thì các bạn sẽ không lạ cái sản phẩm này. Nó chính là cái sản phẩm DBSK của tập đoàn Socon bên Trung Quốc. Đây này, đằng sau vẫn còn nguyên cái logo của họ, DBSK. Và cái logo hình này cũng rất quen thuộc với các bạn rồi. Thì ở cái sản phẩm này ở bên Trung Quốc ấy, thì nó có rất nhiều. Và cái thiết kế của nó đã quá là cũ rồi, nó rất là quen thuộc rồi. Ở sang Việt Nam thì cái bóng dáng này chạy trên đường vẫn đang rất là ít. Thì nó giống hệt với phiên bản 5 chỗ. Đấy, thì chỉ khác là cái xe này được được bớt đi ba cái chỗ đằng sau. Và nó trở thành cái phiên bản 2 chỗ và có cái thùng hàng dài như thế này. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm có một cái thùng dài nhất trong tất cả những chiếc xe tải van hiện tại đang có trên thị trường. Với cái kích thước dài là 2m22, dài nhất luôn các bạn. Với chiều cao là 1m3 và chiều rộng này là 1m3. Thì đây là một những cái sản phẩm mà cũng nó không phải là to nhất nhưng mà nó là dài nhất. Và nó sẽ phục vụ được một số khách hàng yêu cầu cái chiều dài của cái thùng. Cái sản phẩm này dài hơn Đông Ben khoảng 2 phân nhé. Còn về khoang hàng này thì như Đông Ben họ đã tiếp nhận những ý kiến đóng góp, họ đã thay thế cái sàn trước đây bằng một cái sàn bằng inox 3 ly như này. Đó, cái sàn này mình gọi nó là cái sàn cánh tre. Đây này, nó có những cái họa tiết cánh tre ở đằng sau như này. Gồ lốp này đã được ốp này. Đấy, TMT cũng lắng nghe khách hàng rất nhiều và họ đã ốp sẵn gồ lốp cho chúng ta rồi. Và những khách hàng nào mua cái sản phẩm này thì nó không phải sử dụng ốp gồ lốp nữa, nó sẽ phù hợp với những khách hàng mà đang sử dụng để chở sơn cũng như là các vật liệu lặng. Ở hai bên này nó có một cái để bắt hàng ghế sau. Các bạn có thể bắt vào đó để giữ lại các cái món hàng mà các bạn mong muốn. Ở bên cạnh thì chúng ta có cái gì? Vì là phiên bản xe 2 chỗ nên là đây nó sẽ không có kính nữa. Và nó được lắp liền như thế này. Ở phần này là cái dây trượt. Đáng tiếc là chỉ có Đông Ben mới lắng nghe khách hàng và đã làm cái dây trượt này nó giấu đi. Và nó sẽ không bị bẩn khi mà chúng ta di sang hai bên. Thì ông chú cũng nói rằng là đây là một trong những cái sản phẩm nó mới và cái cảm giác lái đem lại cho chú ấy là một trong những cái cảm giác lái tốt nhất. Nói chung là với mức giá này, với mức giá rẻ như thế này thì nó là cái sản phẩm mà đắt hơn Kenbo nhưng nó rẻ hơn Đông Ben. Thì điều đặc biệt là cái sản phẩm này với cái động cơ Euro 5, cái gì cao hơn là tốt hơn, Euro 5 nó sẽ tốt hơn Euro 4, nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Với cái tiêu chuẩn động cơ với cái dung tích là 1240 sản sinh ra công suất cực đại ở 69 kW, nó sẽ tiêu hao nhiên liệu chỉ từ khoảng 6,5 lít thôi. Thì đây là một những cái sản phẩm mà tiết kiệm xăng nhất hiện tại trên thị trường. Đấy, đằng sau là vẫn là cái mức tem các bạn đã rất quen thuộc rồi. Đằng trước thì đây là một cái sản phẩm mà vẫn sử dụng cái công nghệ đèn cũ thôi, đèn pha bằng halogen thôi chứ chưa nâng cấp được như là Bicelong hay là projector như là những chiếc xe của Đông Ben. Đó. Đây là vẫn cái logo của họ này. Thì cái sản phẩm này là phiên bản 2 chỗ. 2 chỗ thì trọng tải của nó là 945. Nó đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn mới của nhà nước Việt Nam là yêu cầu trọng tải dưới 950 kg. Thì cái sản phẩm này đã đạt rồi, 945 thôi. Giống như Đông Ben là 930 và cũng giống như Kenbo là 945. Thì cái sản phẩm này các bạn sẽ không phải lo lắng trong vài năm tới khi mà nhà nước ta ra các cái quy chuẩn mới về cấm đường. Đấy. Mời các bạn vào trong cabin chúng ta sẽ cùng xem qua. Thì cái sản phẩm này sinh sau đẻ muộn nó sẽ có những cái gì? Thì thú thực là ông chú mình cũng nói chuyện gì đây là một những chiếc xe với cái nội thất thực tế ra nó không rộng rãi lắm nhưng mà nó cũng xấu thôi, nó không đẹp so với Kenbo hay so với Đông Ben thì nó vẫn thua một bậc.
Nhưng ngược lại thì nó đem lại cái cảm giác lái tốt hơn, và đặc biệt là nó có một cái màn hình camera lùi, camera hành trình, cái màn hình này mình đo xem nào. Nó khoảng tầm 9 inch. Đấy, giao diện bằng tiếng Việt hoàn toàn. Thế nhưng mà đáng tiếc là nó lại xem nào, xem nó có kết nối Bluetooth, kết nối Wi-Fi không. Với cái option này thì các bạn có thể thay thế bằng các cái đầu Android khác, nhưng mà đồ chính hãng thì bao giờ cũng sẽ tốt hơn. Chỉ có điều là cái đầu Android cái này có cả SIM nhá, cái này có cả SIM, có cả Wi-Fi. Đấy, và các bạn có thể là nó sử dụng như một chiếc đầu Android 4G bình thường thôi. Ở đây ghế vẫn là ghế nỉ, chưa phải ghế da. Các bạn có thể dùng thêm các option tùy chọn ghế da từ các đại lý. Ghế nỉ với cái hộp số là 5 số tiến và 1 số lùi, vô lăng 3 chấu, mọi thứ rất đầy đủ cho bất kỳ một bác tài xế hay lái xe nào. Chìa khóa thì rất nhỏ gọn, nhỏ nhất luôn trong tất cả các dòng xe tải van. Có 3 phím, xe ở đâu này, khóa này và mở khóa này. Đấy thì trợ lực lái điện, khóa điện, kính điện, điều hòa 2 chiều, FM radio, mọi thứ đầy đủ. Đây là camera đằng trước, đèn trần, mọi thứ vẫn đầy đủ. Và điều đặc biệt là cái sản phẩm này đã được tích hợp sẵn cái tấm chắn điều hòa chính hãng như thế này. Đó, nó sẽ khác với những cái sản phẩm tới từ Dongben hay là Kenbo. Dongben này hay Photon thì các bạn vẫn phải làm thêm tấm chắn. Nhưng mà với TMT thì đã làm sẵn cái tấm chắn xịn sò như thế này rồi. Ok, một cái sản phẩm sinh sau để muộn. Kế thừa được rất nhiều thứ tốt của TMT, một trong những cái nhà máy sản xuất ô tô có tuổi đời rất là lâu trên thị trường. Ngoài ra thì với về cái chất máy là máy Socon của Đông Phong Hiểu Khang, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà có cái máy nó lâu đời nhất, máy bền nhất. Mặc dù chỉ là 1.2 thôi nhưng mà nó đủ cho cái sản phẩm này rồi, và nó đem lại một cái bộ máy rất là bền bỉ và ổn định. Nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này có thể là gọi vào số điện thoại ở bên phía dưới màn hình. Và mình tin rằng nó là một trong những cái sản phẩm mà nó đem lại cho các bạn một làn gió mới. Nếu các bạn chán Dongben, chán Kenbo hay chán Photon thì các bạn có thể đi thử cái sản phẩm này, hoặc là gọi cho mình để thử trải nghiệm nó. Nó sẽ đủ trong các cái gia vị mà các bạn đang cần thiếu. Đó. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.